càng vứt bỏ bốn thứ này cuộc đời càng hưởng phúc khí tai họa tự tránh xa nhiều người cố giữ rồi phải ôm hận ở tuổi trung niên nếu muốn có được những thứ tốt đẹp hơn bạn phải biết buông bỏ những gì không đáng muốn sống một đời vui vẻ thì nhất định phải học được cách đặt xuống những người và việc không cần thiết cản trở bước tiến khi còn trẻ bạn dám đương đầu với khó khăn thử thách gặp chuyện khó không nản lòng thế nhưng khi đã ở độ tuổi trung niên mỗi người nên học cách đối xử tốt với chính mình cho bản thân có cơ hội được hưởng hạnh phúc không cần vì những người hay những chuyện không đáng khiến bạn phải buồn phiền. Bởi vì lẽ này mà người đến tuổi trung niên nên vứt bỏ bốn điều dưới đây để những năm tháng sau này được hưởng phúc khí. một Vứt bỏ lời phàn nàn Nhiều khi chúng ta dễ dàng buông lời phàn nàn về công việc không được suôn sẻ, phàn nàn rằng vợ không đủ tốt, phàn nàn xã hội quá khắc nghiệt. song thực tế chúng ta chỉ biết kêu ca chứ không đi tìm lý do của vấn đề. Thế giới này luôn khách quan và công bằng với tất cả mọi người. Phàn nàn, oán trách không phải là cách bạn giải quyết mọi chuyện, trái lại chỉ cho thấy bạn đang tràn đầy sự thất vọng về cuộc sống và cả chính bản thân mình. Khi bạn ngồi phàn nàn về mọi thứ cũng là lúc bạn chống lại cả thế giới, không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn khiến bản thân chịu thêm sự dày vò và mệt mỏi. Nhà thơ The Binder Duntago từng nói, nếu như bạn khóc vì đã bỏ lỡ ánh mặt trời, vậy thì bạn sẽ bỏ lỡ cả những vì sao. Đôi khi nếu chúng ta vì một chút phiền muộn mà oán trách, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục nhận được phiền muộn mà thôi. Bởi vậy, dù ở độ tuổi nào, hãy buông xuống sự phàn nàn, oán trách vì đó là con đường duy nhất để thoát khỏi phiền não. Khi nỗ lực thoát ly cảm xúc oán giận, bạn sẽ phát hiện ra rằng chẳng có gập ghềnh nào không thể vượt qua. Jack Ma cũng đã từng nói rằng đừng khiến phàn nàn và than vãn trở thành thói quen. Nếu bạn thỉnh thoảng phàn nàn hoặc than vãn, không sao cả. Tuy nhiên, nếu nó trở thành thói quen, nó sẽ tương tự như ban sử dụng đồ uống có cồn, bạn càng uống, bạn càng khát. hai Vứt bỏ sự bi quan Cuộc đời sẽ luôn có những gập ghềnh, khó khăn xong cuối cùng mọi chuyện đều có cách giải quyết. Vậy tại sao không ít người lại chọn cách từ bỏ giữa đường hoặc cuối cùng lại thất bại? Chung quy lại cũng bởi hai chữ bi quan. Tuy nhiên, một khi đã bước qua tuổi trung niên, bạn cần hiểu rõ, bi quan chỉ khiến cuộc đời trở nên ảm đạm và xấu khổ. Vì thế, thay vì bi quan hãy học cách mỉm cười và đối diện với mọi chuyện trong cuộc sống. Chỉ có vậy bạn mới có thể vượt qua những phong ba bão táp của cuộc đời. 3. Vứt bỏ sự mềm lòng khiếm khuyết lớn nhất của con người chính là tâm quá mềm yếu nhiều người cho rằng đó là biểu hiện của lòng tốt nhưng khi đã gần qua nửa đời người rồi thì bạn cần phải hiểu được rằng sự lương thiện ấy có khả năng sẽ phá hỏng nửa đời sau của bạn vì thế quá mềm lòng không phải là điều tốt đôi khi đứng trước những yêu cầu vô lý bạn nên từ chối một cách dứt khoát thay vì thiếu quyết đoán để đưa đến những quyết định sai lầm có thể một câu hứa để chấp nhận một yêu cầu nào đó cũng có thể đem đến cho bạn nhiều phiền toái đến khi bạn chợt nhận ra mình không thể xử lý được muốn buông bỏ thì đã quá muộn. 4. Vứt bỏ những người và thứ không xứng đáng. Con người khi đến một độ tuổi nhất định thì nên suy ngẫm trong cuộc sống của bạn có được bao nhiêu người bạn thực sự đáng để mình tin tưởng, phó thác và có được bao nhiêu đoạn tình cảm khác cốt ghi tâm. Bởi đây chính là những của cải quý báu nhất của cả một đời người. Khi đến tuổi trung niên, bạn phải học cách bỏ đi một số việc hay những người không quan trọng. Bởi đây là những điều không còn ý nghĩa đối với bạn nếu không chịu buông bỏ bạn chỉ tự tăng gánh nặng cho bản thân xong nếu buông xuống thì cuộc đời sẽ hạnh phúc cuộc sống có được thì cũng có mất muốn có được những thứ tốt đẹp hơn thì phải biết buông bỏ những gì không đáng muốn sống một đời vui vẻ thì nhất định phải học được cách đặt xuống những người và việc không cần thiết cản trở bước tiến của bạn